Vậy là hôm trước chúng ta tìm hiểu sang bài 59, đó là gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Thì trước khi đi tìm vào bài mới thì cô cũng có câu hỏi gợi ý cho phần kiểm tra bài cũ của các em như sau. Đó là nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Thì phần này chúng ta có thể trả lời như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật, như là bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn này, trồng cây gây rừng này, xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia này, ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm này, cấm săn bắt động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật. Thứ hai, đó là chúng ta sẽ cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa, như là đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc thì chúng ta trồng cây gây rừng này, tăng cường thủy lợi tưới tiêu một cách hợp lý này, bón phân hợp lý và hợp vệ sinh này, thay đổi các loại cây trồng hợp lý và đặc biệt là chọn giống thích hợp có năng suất cao. Câu số 2 mà giáo viên cũng có thể hỏi chúng ta ở phần này, đó là mỗi học sinh làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên? Thì đương nhiên là thứ nhất là chúng ta sẽ tham gia tuyên truyền giá trị của thiên nhiên và mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè và cộng đồng. Thứ hai là chúng ta sẽ có nhiều cái biện pháp bảo vệ thiên nhiên, như là trồng cây này, bảo vệ cây này, không xả rác bừa bãi này, tìm hiểu thông tin trên các phương tiện đại chúng về việc bảo vệ thiên nhiên này, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh về về cái vấn đề này. Hôm nay chúng ta sẽ sang tìm hiểu một cái bài mới, đó là bài 60, bảo vệ sự đa dạng của các hệ sinh thái. Bài 60 đó là bảo vệ sự đa dạng các hệ sinh thái, và bây giờ chúng ta tìm hiểu cái nội dung đầu tiên, đó là sự đa dạng của các hệ sinh thái. Thì chúng ta có thể quan sát cái bảng 60.1, các hệ sinh thái chủ yếu ở trang 180 sách giáo khoa, và chúng ta sẽ cho biết có mấy kiểu hệ sinh thái chủ yếu. Thì đây chúng ta có thể nêu được này, các cái hệ sinh thái cơ bản. Thứ nhất đó là hệ sinh thái trên cạn, như là hệ sinh thái rừng này, hệ sinh thái thảo nguyên này, hệ sinh thái hoang mạc này, hệ sinh thái nông nghiệp này. Thứ hai đó là hệ sinh thái dưới nước thì được chia làm hai, đó là hệ sinh thái nước ngọt và hệ sinh thái nước nước mặn. Đây chúng ta có thể nêu ra hệ sinh thái nước ngọt như là hệ sinh thái ở ao, hồ, sông, suối. Hệ sinh thái nước mặn thì chúng ta có thể nước mặn thì chúng ta có thể nêu ra như hệ sinh thái ven biển này, ở ven bờ này, hệ sinh thái vùng ngoài khơi này, vân vân. Chúng ta tìm hiểu sang cái nội dung thứ hai ở trong cái bài 60 này, đó là bảo vệ hệ sinh thái rừng. Như vậy tại sao phải bảo vệ hệ sinh thái rừng? Thì ở đây chúng ta thấy rừng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Vì thứ nhất á, là bảo vệ rừng chính là góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hòa khí hậu và giữ cân bằng sinh thái của trái đất. Và cái vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào, chúng ta có thể phân tích nó ra. Như là cây rừng thì nó sẽ cạn bớt mưa này, làm cho nước ngấm được vào trong đất và lớp thảm mục một cách nhiều hơn. Như vậy là đất nó sẽ không bị khô và sẽ bảo vệ được cái nguồn nước ngầm, giúp cho cái nguồn nước ngầm nó không bị hạ thấp. Và khi chảy ở trên mặt đất á, thì nước nó sẽ bị các cái gốc cây cản, cho nên nó sẽ chảy chậm lại và hạn chế được cái tình trạng đó là xói mòn. Bây giờ chúng ta có một cái bài tập ở trong sách giáo khoa, chúng ta nêu các cái biện pháp để bảo vệ hệ sinh thái rừng và cái hiệu quả của nó mang lại. Thứ nhất đó là chúng ta xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp. Thì hiệu quả của nó mang lại là sẽ giúp chúng ta hạn chế cái mức độ khai thác, không khai thác quá mức và làm cạn kiệt cái nguồn tài nguyên. Thứ hai, biện pháp thứ hai đó là xây dựng các cái khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Thì cái hiệu quả của nó mang lại đó là góp phần bảo vệ hệ sinh thái quan trọng, giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ được cái nguồn gen sinh vật. Biện pháp tiếp theo đó là trồng rừng, là biện pháp nhanh thấy và hiệu quả nhất. Thì nó sẽ góp phần là cái hiệu quả nó mang lại là chống xói mòn đất, làm tăng nguồn nước ngầm lên. Tiếp theo là phải phòng cái song song với cái việc trồng rừng thì phải phòng chống cháy rừng, đặc biệt là cái mùa cao điểm mùa khô như hiện nay.
thì đương nhiên là nó sẽ góp phần bảo vệ được cái nguồn tài nguyên rừng. Tiếp theo đó là vận động đồng bào dân tộc ít người định canh định cư, bởi vì chúng ta biết là họ có cái tập tục đó là du canh du cư. Sau khi họ khai thác rừng làm đất thì đất lúc đầu họ trồng trọt sau một thời gian thì nó trở nên bạc màu thì họ là bỏ đi nơi khác. Như vậy là bây giờ nhà nước ta có những chính sách giúp họ định canh định cư thì sẽ góp phần bảo vệ được cái rừng, nhất là những cái rừng đầu nguồn. Tiếp theo đó là phát triển dân số hợp lý, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt ở trong rừng. Thì đương nhiên là dân số nếu mà tăng quá nhanh thì nhu cầu về việc sử dụng đất, sử dụng rừng cao lên. Cho nên là nếu mà phát triển dân số một cách hợp lý thì sẽ giảm cái áp lực sử dụng tài nguyên rừng thiên nhiên một cách quá mức. Và cuối cùng đó là tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để bảo vệ rừng. Thì khi chúng ta biết là mọi người dân chúng ta cùng tham gia tích cực vào cái việc bảo vệ rừng thì đương nhiên rừng chắc chắn sẽ được bảo vệ. Chúng ta tìm hiểu sang cái phần 3, đó là bảo vệ đa dạng hệ sinh thái biển. Như vậy tại sao chúng ta phải bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái biển? Vì chúng ta thấy biển là một hệ sinh thái rất là lớn, nó chiếm đến 3/4 diện tích bề mặt của trái đất. Và các cái loài động vật trong biển là cái nguồn thức ăn rất là giàu dinh dưỡng chủ yếu cho con người. Cho nên là chúng ta phải bảo vệ nó. Và đặc biệt là chúng ta thấy là hiện nay á, nhiều cái loài sinh vật biển nó đang có nguy cơ đó là bị cạn kiệt. Như vậy chúng ta phải đưa ra các biện pháp để mà bảo vệ các cái sinh vật trong cái hệ sinh thái biển này, cũng như hệ sinh thái biển nói chung. Đó là thứ nhất là chúng ta cần có kế hoạch khai thác tài nguyên biển ở mức độ hợp lý. Thứ hai là chúng ta bảo vệ đồng kết hợp với việc là nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm. Và cuối cùng là chúng ta như thế nào? Chống ô nhiễm môi trường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết những cái tình huống người ta nêu ra trong sách giáo khoa ở một trang 182. Và chúng ta dựa vào những cái tình huống này chúng ta sẽ đưa ra những cách bảo vệ. Chúng ta thấy là cái loài rùa biển đang bị săn lùng khai thác làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Số lượng rùa thì còn lại rất là ít. Đặc biệt là rùa nó sống dưới nước nhưng mà nó lại đẻ trứng trên các bãi cát ven biển. Như vậy thì chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ rùa biển? Thì đầu tiên đó là chúng ta tuyên truyền vận động mọi người không đánh bắt rùa biển. Đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng những cái nguồn đồ mỹ nghệ khác thay thế. Chúng ta nếu mà chúng ta cái nguồn nhu cầu chúng ta không có thì đương nhiên người dân họ cũng sẽ không khai thác rùa để mà bán làm đồ mỹ nghệ nữa. Thứ hai là chúng ta bảo vệ các bãi cát là nơi đẻ của rùa. Đặc biệt là hôm trước cô xem một cái chương trình trên TV á, người nước ngoài các em họ rất là ý thức luôn. Cái khu vực mà rùa nó lên đẻ thì đương nhiên họ chỉ chăng dây xung quanh, họ không có vào tắm ở cái vùng đó, vùng bãi biển đó. Và đặc biệt là họ còn cắt người túc trực ở đó để mà ngăn chặn những cái loài chim mà nó ăn trứng rùa, hoặc những cái loài thằng lằn nó ăn trứng rùa thì họ sẽ xua đuổi những cái loài này đi để bảo vệ cái trứng rùa. Rừng ngập mặn là nơi sống của ấu trùng tôm và cua biển con, nhưng diện tích rừng ngập mặn ven biển đang bị thu hẹp dần. Ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn giống cua tôm biển? Chúng ta thấy biết là cua và tôm biển thì nó sống ngoài biển, nhưng mà cái con non của nó thì lại sống ở cái rừng, khu rừng ngập mặn, khu rừng nước lợ này. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đặc biệt là trồng lại những cái khu rừng đã bị phá. Chúng ta sang tìm hiểu cái tình huống tiếp theo, đó là rác thải, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật theo các cái dòng sông chảy từ đất liền ra biển. Chúng ta cần làm gì để cái nguồn nước biển nó không bị ô nhiễm? Thì đương nhiên đó là chúng ta phải xử lý nước thải trước khi đổ ra sông và biển. Đặc biệt là các nhà máy xí nghiệp thì những cái cơ quan này là càng phải có xây dựng những cái công nghệ tiên tiến để mà xử lý nước thải trước khi đổ ra biển. Em có biết hàng năm trên thế giới và ở Việt Nam có tổ chức ngày làm sạch biển, thì em tác dụng của cái hoạt động đó là gì? Làm sạch biển có nghĩa là chúng ta sẽ nhặt toàn bộ rác ở trên bãi biển. Và cái tác dụng của hoạt động đó thì đương nhiên là thứ nhất là chúng ta thấy cái nghĩa đen ngay lập tức đó là làm sạch được cái bãi biển. Thứ hai đó là chúng ta sẽ hình thành được cái ý thức giữ gìn bãi biển, một cái nơi mà du lịch rất là lý tưởng của người dân như thế nào. Rồi chúng ta sang cái phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó là phần 4 là mã bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp. Em hãy nêu vai trò của hệ sinh thái nông nghiệp.
và các hệ sinh thái nông nghiệp cung thì chúng ta thấy là nó cung cấp cho chúng ta lương thực, thực phẩm để mà nuôi sống con người cũng như là cái nguyên liệu cho ngành công nghiệp. Thì chúng ta thấy là sự đa dạng về các hệ sinh thái nông nghiệp đảm bảo sự phát triển ổn định về kinh tế cũng như môi trường của đất nước. Vậy có những biện pháp nào để bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp? Thì chúng ta thấy thứ nhất đó là chúng ta cần duy trì được những cái hệ sinh thái nông nghiệp chủ yếu như là cái vùng núi phía Bắc thì chúng ta có những cái cây công nghiệp như cây quế, hồi, những cây lương thực này. Vùng Tây Nguyên thì chúng ta có cà phê, cao su, chè này. Vùng đồng bằng Châu Thổ, sông Hồng và sông Cửu Long thì chúng ta có lúa nước này. Như vậy là chúng ta đồng thời với việc duy trì thì chúng ta sẽ cải tạo và các cái hệ sinh thái nông nghiệp để đạt được cái năng suất và cái hiệu quả là cao nhất. Rồi, bài học ngày hôm nay là kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta trả lời các cái câu hỏi phía sau sách giáo khoa nha. Câu thứ nhất đó là hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất và lấy ví dụ. Thì đây chúng ta thấy có các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất như là hệ sinh thái trên cạn, thì gồm có hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái thảo nguyên, hoang mạc, vân vân. Hệ sinh thái nước mặn thì gồm có hệ sinh thái gì? Vùng biển khơi và hệ sinh thái ven bờ. Hệ sinh thái nước ngọt thì chúng ta có là hệ sinh thái sông, suối, đó là hệ sinh thái nước chảy, và hệ sinh thái nước đứng như là hệ sinh thái hồ, ao, vân vân. Chúng ta trả lời cái câu hỏi số 2. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng và biện pháp bảo vệ là gì? Thì ở đây chúng ta thấy là bảo vệ hệ sinh thái rừng có nghĩa là chúng ta bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật. Và hệ sinh thái rừng được bảo vệ thì sẽ góp phần điều hòa khí hậu và giữ cân bằng sinh thái của trái đất. Những cái biện pháp để bảo vệ hệ sinh thái rừng như là xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp này, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia này, trồng rừng này, phòng cháy rừng này, vận động đồng bào dân tộc ít người định canh định cư này, phát triển dân số một cách hợp lý này, tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về cái việc bảo vệ rừng đến tất cả mọi mọi người. Cái câu hỏi cuối cùng đó là vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển và biện pháp bảo vệ là gì? Thì chúng ta cần bảo vệ hệ sinh thái biển bởi vì các cái loài động vật trong hệ sinh thái biển thì rất là phong phú và là nguồn thức ăn giàu đạm chủ yếu của con người. Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật biển không phải là vô tận. Và hiện nay do cái mức độ đánh bắt hải sản tăng lên quá nhanh cho nên nhiều loài sinh vật là biển là nó có nguy cơ đó là bị cạn kiệt. Và cái biện pháp để chúng ta bảo vệ đó là có nhiều lắm. Thứ nhất đó là chúng ta bảo vệ hệ sinh thái biển thì trước hết chúng ta phải có cái kế hoạch khai thác tài nguyên biển ở mức độ vừa vừa phải. Như là chúng ta chỉ khai thác những loài cá lớn thôi, không có dùng lưới mắc to này, chúng ta không có sử dụng lưới mắc nhỏ để khai thác một cách triệt để này, chúng ta không khai thác các loài sinh vật biển vào mùa sinh sản của chúng này, hoặc là không dùng bơm mìn kích điện để mà chúng ta khai thác này, đúng không? Bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm, đồng thời là chống ô nhiễm môi trường. Bởi vì đương nhiên là nếu ô nhiễm môi trường thì các loài sinh vật biển nó cũng cũng không tồn tại, không sống được. Rồi, bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và hãy tiếp tục like và share cái bài giảng của cô đến các bạn của mình để chúng ta cùng nhau học tốt nhé. Chúc tất cả các em gặp tốt và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.